Thưa quý vị, hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện xe tải với số tiền 15 triệu đồng vì chở hàng quá tải trọng. Cụ thể, theo quyết định số 785 của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, xử phạt ông Đinh Viết Hoàng ngụ tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe chở hàng vượt tải trọng cho phép 50 đến 100% khi tham gia giao thông, ghi trong giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Số tiền bị xử phạt là 15 triệu đồng đồng thời yêu cầu chủ phương tiện buộc hạ tải với lượng hàng chở quá tải trọng. Trước đó ngày 29 tháng 7, công an thành phố Biên Hòa đã kiểm tra phương tiện xe tải của ông Hoàng lưu thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa chở hàng vượt quá tải trọng nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.